Mùi đàn một cô ca dành tặng những ai đang buồn. Buồn phiền này hay hân hoan kia số kiếm cũng đã an bài. Mùi đàn một cô ca dành tặng những ai lạc đường. Mọi trở ngại trong gai gian lao cố gắng bước tiếp sẽ qua đường. Mùi đàn một cô ca mà thân thiện. Loại hút là 500 newton tức là 50 kg. Cường độ dòng điện là 0.84 ampere. Điện áp là 12V. Có cả điện áp 24V. Nhìn rất là nhỏ gọn, đường kính là 5cm nhưng mà nó hút được đến 50kg. Các bạn lưu ý là sắt nâng lên phải là đặt. Dùng điện 12V. Nó gen M4.